Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với lớp học tarot 30 ngày cùng với Tiến Trần. Mình là Tiến Trần và bản thân mình thì học tarot và cũng như là xem tarot từ năm 2013 tới thời gian khoảng bây giờ là năm 2020, thì cũng như là sắp là gần được 7 năm rồi. Và trong suốt cái quá trình gần 7 năm đó thì bản thân mình luôn luôn có những cái sự tìm hiểu, luôn luôn có những cái sự đúc kết và kinh nghiệm trong từng cái phiên trải bài cũng như là từng cái cuốn sách mà mình đọc, từng cái tài liệu mà mình đọc, thì mình tổng hợp tất cả những cái chuyện đó lại và mình đưa vào trong cái lớp học 30 ngày này của mình. Tại vì cái format của chương trình thì gọi là lớp học, nhưng thực sự ra đây là những cái bài mà mình bản thân mình không có dạy, mà mình là chia sẻ những cái kinh nghiệm, những kiến thức cá nhân, những cái vấn đề nhận định riêng cá nhân bản thân mình cho cái câu chuyện tarot, để dẫn nhập các bạn vào tarot nó suôn sẻ hơn. Lớp học của mình thì nó chỉ tuyệt đối dành cho người mới thôi. Những bạn mới bắt đầu biết tới tarot và chuẩn bị học tarot thì nên xem cái lớp học của mình, tại vì nó sẽ giải quyết cho bạn những vấn đề lăn tăn rắc rối. Chẳng hạn như là có rất là nhiều newbie, người mới, các bạn mới bắt đầu, bạn không biết là bắt đầu ở đâu, bắt đầu như thế nào, nên chọn bộ bài như thế nào, nên chọn sách gì, tại sao thanh tẩy là làm sao, xem bài chiều thuận chiều nghịch là thấy tính theo chiều của ai, rồi rất là nhiều thứ. Cho nên là những cái đó sẽ là những cái mà bản thân mình chia sẻ, tại vì bản thân mình năm 2013 mình cũng là một người mới bắt đầu và mình vướng mắc rất là nhiều thứ và không biết bắt đầu từ đâu. Cái may mắn của mình đó chính là bản thân mình có người thân ở nước ngoài và người ta có gửi cho mình những cái cuốn sách đầu tiên của tarot bằng tiếng Anh mà mình ngồi mò mẫm mới tự dịch. Đó là cái may mắn của mình. Nhưng nếu các bạn không có biết được những cái đầu sách đó, thì đâm ra nó sẽ khiến cho các bạn rất là khó chịu, rất là khó tìm hiểu được trong lúc bắt đầu. Thì cái lớp học của mình nó sẽ giúp cho các bạn khởi đầu với tarot và đi sâu hơn vào những cái tầng nghĩa cảm quan nhiều hơn. Trong lớp học mình nó sẽ không mang những cái nghĩa lý thuyết, nghĩa cơ bản, tại vì nghĩa lý thuyết, nghĩa cơ bản á, là các bạn có thể tìm kiếm được ở trên những cái website, trên những cái phần khác rất là nhiều rồi. Và cái lớp của mình thì sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình về những lá bài, cái cảm quan của mình về những lá bài. Nó giúp cho các bạn phát triển vừa là cái kiến thức, vừa là cái trực giác của các bạn, để các bạn xem bài, các bạn bắt đầu ở tarot, bạn hiểu tarot nhiều hơn và tốt hơn. Ok, đó là tất cả những cái gì của lớp học của mình, và mong các bạn sẽ ủng hộ cho lớp học của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.